Mến chào tất cả các bạn nha. Thì chúc các anh em và các bạn một ngày mới làm việc thật là vui vẻ ha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục mình demo trên cây voi nha các bạn. Thì đây là một cái cây me cát nha các bạn. Thì cây này có một cái dáng cũng khá là đẹp mắt ha. Thì cây phần thân cây thì nó có một chiều hướng ngã về phía bên phải nha các bạn. Thì cái cây này thì theo mình thì mình tạo được hai cái dáng nha. Thứ nhất là cái dáng bay nè, mình có thể mình làm được một cái dáng bay, và một cái dáng thứ hai thì mình có thể mình tạo được một cái dáng là cái dáng bạc phong nha các bạn, là cái thế gió lùa đó ha. Thì hôm nay thì cây này thì mình sẽ demo theo cái dáng gió lùa nha các bạn. Thì mời các bạn cùng xem và theo dõi video để xem mình demo và tạo nên cái tác phẩm như thế nào nha các bạn. Thì mời các anh em và các bạn cùng xem và tham khảo nha. Bây giờ mình đã demo xong ra một cái tác phẩm dáng bạc phong nha các bạn. Thì các anh em nào trên thực tế có những cái cây phôi nào với những cái kiểu dáng như thế này á, thì mình hãy xem tham khảo và áp dụng nha. Thì cây này thì mình nhắc lại là có hai cái dáng, một cái dáng bay và một cái dáng bạc phong nha các bạn. Thì dáng bay thì mấy video trước thì mình cũng đã có làm rồi ha. Thì hôm nay mình sẽ demo cái dáng bạc phong. Thì các anh em nào có cái sở thích dáng nào thì mình cứ áp dụng theo cái dáng thế mà mình thích nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình ha.
Và các anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha, và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được những cái thông báo của cái video tiếp theo nha các bạn. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha.